Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh tin mới nhất. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hết Trịnh Châu thì hôm nay thì ga tàu điện ngầm Quảng Châu bị ngập do mưa lớn. Ngày hôm qua, chủ đề tàu điện ngầm Quảng Châu lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo đại lục. Do ảnh hưởng của mưa lớn, một lượng lớn nước mưa đã tràn vào ga Thần Châu của tàu điện ngầm Quảng Châu. Hiện tại thì ga này đã tạm dừng cung cấp dịch vụ. Ga Thần Châu của tàu điện ngầm Quảng Châu nằm ở phố Họp Nhai, quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu. Theo một đoạn video được cư dân mạng đăng tải, vào thời điểm đó, nước bùn vàng đục ngầu tràn vào ga tàu điện ngầm. Những người bên trong ga sợ hãi chạy toán loạn. Rất nhanh sau đó thì cả ga tàu đã bị ngập trong nước bùn. Vào lúc 13 giờ 14 phút chiều ngày hôm qua, tàu điện ngầm Quảng Châu thông báo rằng do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến tàu số 21 của ga Thần Châu sẽ tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo lại. Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Cục Khí tượng Quảng Châu thông báo rằng trong 2 giờ qua, một số khu vực như Thiên Hà, Hoàng Phố đã có dông bão mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn với đại giới truyền thông đại lục, ông Cốc Lâm, Phó Giám đốc Văn phòng Quản lý Khẩn cấp quận Hoàng Phố, Quảng Châu nói rằng ga tàu Thần Châu ngập nước là do nước từ một công trường xây dựng gần đó gây ra. Công trường này có bức tường bê tông cao khoảng 1,2 mét, do nước tích tụ quá nhiều cho nên bức tường đã bị cuốn trôi, khiến cho một lượng lớn nước tràn xuống ga tàu. Có cư dân mạng đại lục nói rằng do nước ứ đọng khiến cho đường ống dẫn nước bên trong nhà ga bị vỡ. Nếu không thì tại sao toàn là nước bùn vàng? Thông thường thì nước tràn vào bên trong sẽ không có bùn như vậy. Thật là khủng khiếp, tôi đã nghĩ đến tàu điện ngầm Trịnh Châu khi nhìn thấy cảnh này. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhân viên nhà ga và hành khách chạy toán loạn. Mực nước vẫn rất thấp khi mọi người di tản, nhưng sau đó đã nhanh chóng dâng lên đến lối ra vào cầu thang. Trung Quốc thiết quân luật tại đường hầm Trịnh Châu, nghi vấn đấu đá nội bộ và xóa dấu vết hiện trường. Mặc dù lũ lụt đã rút khỏi thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhưng cuộc điều tra về số người chết thực sự trong thảm họa vẫn chưa kết thúc. Nhiều tình tiết xảy ra trong thảm họa ở tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu đã làm dấy lên nhiều nghi ngại, nghi vấn thảm họa do đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù mưa bắt đầu từ tuần trước và có nhiều cảnh báo nguy hiểm đã được đưa ra, nhưng các nhà chức trách của thành phố Trịnh Châu đã không đóng cửa ga tàu điện ngầm. Trung tâm thành phố Trịnh Châu bị ngập nặng, xe buýt, xe con không thể di chuyển được. Trịnh Châu có hệ thống giám sát người thuộc hạng nghiêm ngặt nhất thế giới và chính quyền thành phố chắc chắn bao quát được hết thảm cảnh này. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, một trận mưa lớn 200mm đã đổ xuống thành phố, gần bằng 1/3 lượng mưa trung bình năm ở Trịnh Châu là 640mm, nhưng hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động. Đến 10 giờ 30 phút, chính quyền Trịnh Châu xả lũ mà không hề thông báo cho người dân sơ tán. Trong toàn bộ thời gian xảy ra sự việc, lãnh đạo thành phố Trịnh Châu cũng không hề có bất kỳ một biện pháp phòng ngừa nào như đóng cửa trường học và công sở. Phân tích về những dữ liệu rất khác thường này, trang Green News cho hay, với nhiều bằng chứng xuất hiện trên mạng và nhiều thông tin mật báo do những người tố giác ở tỉnh Hà Nam cung cấp, có thể số người chết lên đến hàng chục nghìn người. Phải chăng trận lũ lụt lịch sử này là một thảm họa nhân tạo do cuộc đấu đá chính trị giữa tập đoàn quan chức địa phương với các lãnh đạo cấp cao của tỉnh do ông Tập Cận Bình bổ nhiệm, với mục đích muốn các đối thủ chính trị sẽ phải gánh chịu hậu quả khi số người chết gia tăng? Trang Green News cũng trích bài đăng của một cư dân mạng viết rằng, người bạn của tôi đang làm việc trong công ty bảo hiểm. Trịnh Châu nói rằng tổng cộng có 91 chuyến tàu điện ngầm đã bị ngập và công ty của họ đã phải trả 4 tỷ nhân dân tệ cho sự mất mát. Cuối cùng, chúng tôi cũng biết có bao nhiêu chuyến tàu điện ngầm đã bị ngập. Một bình luận khác cho hay, chính quyền Trịnh Châu thông báo 91 chuyến tàu điện ngầm bị mắc kẹt trong lũ. Mỗi đoàn tàu bao gồm 6 toa và mỗi toa có thể chứa 1.870 hành khách. Do đó, 91 chuyến tàu có thể chứa 170.000 người. Vào thời điểm các đoàn tàu bị ngập nước, các toa tàu thường đầy ắp, thậm chí là quá tải. Ngay cả khi chúng ta giả định rằng tất cả các toa tàu có một nửa lượng khách thì sẽ có 85.000 người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm trong thời gian qua. Chính phủ có thể cho chúng tôi biết chính xác là có bao nhiêu người bị chết đuối trong hệ thống tàu điện ngầm hay không?
Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết quân luật tại hầm Trịnh Châu. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, người dẫn chương trình Hồ Linh đã tuyên bố trên Weibo. Các phóng viên của chúng tôi đã chờ cả đêm để đưa tin đường hầm Kinh Quảng – Trịnh Châu đang được thiết quân luật và không được phép quay phim chụp ảnh, có cảnh sát, có xe cứu thương và xe buýt. Sau khi đăng tải những dòng trên, cô đã bị rất nhiều tiểu phấn hồng tấn công và chửi rủa, nói rằng cô ăn nói vô căn cứ. Một số cư dân mạng để ý thấy bài viết này đã bị xóa không lâu sau khi đăng tải. Các quan chức địa phương cho biết có tổng cộng là 265 ô tô đã được kéo ra khỏi đường hầm và chỉ phát hiện có 4 thi thể, số người tử vong vẫn đang được xác minh. Giới chức tỉnh Hà Nam cập nhật báo cáo cho hay đợt mưa lớn tại thành phố Trịnh Châu đã khiến 63 người chết và 5 người mất tích. Tuy nhiên thì rất nhiều video liên quan đến hiện trường đường hầm Trịnh Châu được lan truyền trên mạng khiến dư luận nghi ngờ về các số liệu báo cáo của chính quyền tỉnh Hà Nam. Tờ Nhật báo Thanh niên Trung Quốc đưa tin rằng vào buổi sáng cùng ngày, các sĩ quan và binh sĩ thuộc tập đoàn quân 83 của quân đội Trung Quốc đã đến Trịnh Châu và tiến về hướng đường hầm. Video được trên mạng cho thấy có rất nhiều xe quân sự dàn hàng quanh đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố điều quân đội đến Trịnh Châu để dọn sạch bùn rác và đường phố. Sự thật có phải như vậy hay không? Vì sao mà chính quyền Trung Quốc phải thiết quân luật? Rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở đường hầm Kinh Quảng Trịnh Châu? Số người tử vong là bí mật quốc gia. Một cư dân mạng sống ở gần đường hầm Trịnh Châu cho biết có hơn 100 người đã được trục vớt. Hiện trường đã bị phong tỏa vào chiều ngày hôm đó. Có vài chiếc xe to như xe buýt ra vào. Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Một đoạn video khác do cư dân sống tại khu chung cư cao tầng cạnh đường hầm ghi lại cảnh những chiếc xe tải hạng nặng đã kéo ít nhất 6 chiếc xe buýt 2 tầng ra khỏi đó. Điều kỳ lạ là các cửa sổ trên những chiếc xe buýt này đều bị che bằng những tấm vải đen. Có người nghi ngờ rằng trong xe chứa đầy xác chết. Ngoài ra cũng có tin về một số người lái xe kéo tham gia cứu hộ tiết lộ rằng có hơn 6.300 thi thể đã được tìm thấy trong đường hầm Trịnh Châu và đó vẫn chưa phải là tất cả. Sau đó thông tin cho biết người tài xế này đã bị cấm làm việc và cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động của anh ta. Trịnh Châu ban hành mật lệnh kiểm duyệt thông tin. Tờ China Times, một tờ báo có trụ sở tại California về Trung Quốc, đã nghi ngờ về việc ban quản lý của đường hầm Kinh Quảng Trịnh Châu đưa ra một thông báo có nội dung là chủ đề nhạy cảm, đường hầm Kinh Quảng dễ thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế và khơi gợi những suy đoán của dư luận. Do đó, đề nghị cơ quan quản lý khu vực cử nhân viên đến thăm hỏi từng hộ tiểu thương dọc theo tuyến phố, nhắc nhở họ cảnh giác cao độ và không tự ý tiếp nhận phỏng vấn của báo chí nước ngoài khi chưa được phép. Thông báo còn đặc biệt nhắc nhở rằng, chú ý cách thức làm việc, không sử dụng WeChat để thông báo, cần đến từng hộ thông báo miệng. Theo thông tin cập nhật từ Trang News, ông Milescu đã tiết lộ trong buổi phát sóng rằng hiện đã có hơn 1.000 người bị bắt liên quan đến thảm họa lũ lụt, bao gồm những người chạy trốn khỏi đường hầm bị ngập lụt, đặc biệt là những người quay video lại những gì đã xảy ra ở đó. Những người có thông tin nội bộ về quyết định của chính phủ xả lũ khỏi các hồ chứa đầy nước trước khi mà mưa bão đổ bộ Trịnh Châu. Những người đã tham gia thi hành quyết định trên của chính phủ. Những người đã thu thập hàng loạt thông tin và bằng chứng về trận lụt. Có thể thấy đây là một thủ thuật cũ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng trong nhiều năm mỗi khi thảm họa xảy ra. Phải chăng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành thiết quân luật, điều quân đội đến phong tỏa Trịnh Châu là để nhằm dọn dẹp hiện trường và tiêu hủy tất cả các bằng chứng? Không chỉ kiểm duyệt gắt gao việc chia sẻ thông tin trong nước, chính quyền Trung Quốc còn cấm người dân trả lời phỏng vấn từ phóng viên nước ngoài. Phóng viên từ các kênh truyền hình và báo chí nước ngoài CNN, BBC, ABC News của hãng truyền thông của Đức, khi đến Hà Nam đưa tin về trận lũ lụt đều bị những nhóm người dân tự phát ngăn cản. Điều này đã khiến cho các phóng viên báo chí nước ngoài vô cùng ngạc nhiên. Không biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ che giấu bao nhiêu người thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Hà Nam, nhưng con số này sẽ tiếp tục nối dài lịch sử giết người và gian dối của họ. Không như vụ thảm sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết hơn 10.000 người, nhưng lại nói rằng không có một ai chết. Hay cũng giống như ngành cấy ghép tạng đầy tai tiếng của nước này. Mà theo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thì nguồn tạng thu hoạch chủ yếu từ các tử tù. Liệu sự thật có phải như vậy hay không?
tháng 3 năm 2020, Tòa án Quốc tế Độc lập tại London đã tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội ác phản nhân loại, mổ cướp nội tạng sống với quy mô lớn trong nhiều năm qua. Trong đó thì nội tạng học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp tạng lớn nhất ở Trung Quốc. Không ai có thể biết chính xác có bao nhiêu người tử vong tại đường hầm Trịnh Châu, mà chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc là biết rõ nhất. Thảm họa này đã nối tiếp thêm một trong những bi kịch đương đại mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.